Xin chào các bạn. Pháo binh và không quân tiến hành hỏa lực dọn đường. Chiến thuật bao vây chia cắt quân mới của quân đội Nga xuất hiện. Chiến thuật mới nhằm tiêu hao sức chiến đấu của quân đội Ukraine đã trở thành chiến lược cốt lõi của Nga, được tiến hành ở tất cả các mặt trận. Vào ngày 8 tháng 11, lực lượng không quân Ukraine xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV tự sát tầm xa và bom dẫn đường quy mô lớn vào Ukraine vào sáng sớm ngày hôm đó. Đã xảy ra thương vong ở Odessa, Kharkiv, Sumy và Zaporizhia. Quan điểm chiến thuật cơ bản hiện nay của quân đội Nga là tận dụng lợi thế hỏa lực, ném bom dọn đường nhằm mở đường trên chiến trường, sau đó dùng lực lượng tấn công mặt đất để tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ukraine. Có thể nhận thấy, quân đội Nga không còn áp dụng các hoạt động tác chiến quy mô lớn cấp lữ đoàn hay sư đoàn, mà thay vào đó sử dụng các đơn vị quy mô nhỏ cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội hoặc thậm chí là bộ binh để thực hiện các cuộc tấn công liên tục nhằm loại bỏ sức mạnh hiệu quả của quân đội Ukraine. Quân đội Nga chia lực lượng chiến đấu trên nhiều mặt trận theo chiến lược nghìn vết cắt, khiến quân Ukraine kiệt sức và luôn trong tình trạng hoảng loạn. Trước đó, quân đội Nga bắt đầu áp dụng chiến thuật tấn công bằng lực lượng nhỏ từ trận Bakhmut và đạt được thành công vang dội. Hiện quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật sử dụng quân đội nhỏ ở tất cả các mặt trận. Có thể thấy rõ nhất hiện nay là Kursk và Donetsk. Mục đích cơ bản là loại bỏ sức mạnh hiệu quả của quân đội Ukraine ở mức độ lớn nhất và từ đó tiến hành một trận chiến tổng lực với quân đội Ukraine. Lý do chính khiến cho quân đội Nga áp dụng chiến thuật như vậy là vì họ đã làm chủ được ưu thế trên không, tình báo và có thể tự do triển khai quân trên chiến trường. Lợi thế về mặt hỏa lực của quân đội Nga ngày càng rõ hơn, đủ hỗ trợ cho mọi đơn vị. Điều này đặt quân đội Ukraine vào thế rất bị động trong chiến đấu. Trong các cuộc tấn công, quân đội Nga thường tiến hành pháo kích trước tiên vào các vị trí của quân đội Ukraine. Sau khi pháo hỏa chuẩn bị đủ làm mềm chiến trường, bộ binh của Nga sẽ nhanh chóng tiến hành các hoạt động đột phá nhằm tiêu diệt quân phòng thủ của Ukraine. Chiến thuật này của quân đội Nga mặc dù không thể tiêu diệt được quân Ukraine chỉ trong một đòn tấn công, nhưng có thể tiêu diệt vài chục hoặc thậm chí vài trăm binh sĩ Ukraine trong một trận chiến. Nhưng với chiến thuật tấn công liên tục khiến quân đội Ukraine hao mòn tới mức không chịu nổi. Ngoài việc tiêu diệt sức mạnh hiệu quả của quân đội Ukraine ở mức độ lớn nhất, chiến thuật này còn có một tác dụng quan trọng, đó là làm cho quân đội Ukraine luôn trong tình trạng căng thẳng. Quân đội Ukraine không biết khi nào thì cuộc tấn công của Nga sẽ đến, khiến họ không bao giờ dám lơ là. Tình trạng căng thẳng kéo dài cũng khiến cho binh lính Ukraine rất mệt mỏi, hiệu quả chiến đấu giảm sút, tinh thần ngày càng xuống thấp. Giữa lúc chiến trường căng thẳng, tờ Thời báo Tài chính Financial Times của Anh dẫn lời một quan chức quốc phòng Ukraine cho biết, nhiều binh sĩ nước này lo ngại rằng nếu ông Trump nhận chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, các gói hỗ trợ quân sự cho Kiev sẽ giảm và Ukraine sẽ mất thêm đất, ít nhất là vùng Donbass. Financial Times cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi điện cho Tổng thống mới đắc cử là ông Trump để chúc mừng ông. Và sau đó, ông Trump đã yêu cầu tỷ phú Elon Musk tiếp tục gọi điện thoại với ông Zelensky. Điều này có nghĩa là tỷ phú Musk rất quan trọng trong phe Trump, đồng thời cũng có nghĩa là thái độ của ông Trump rất quan trọng đối với Ukraine. Có thể nói, cuộc điện thoại của Tổng thống Zelensky chứa đựng quá nhiều thông tin. Đầu tiên, có thể nhận thấy ông Trump không tôn trọng Tổng thống Zelensky và không quan tâm đến cảm xúc của ông ấy. Ngay từ khi vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump luôn cho rằng Ukraine không phải là lợi ích cốt lõi của Mỹ và không sẵn sàng trả giá cho Ukraine. Thứ hai, Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với áp lực từ Musk. Musk công khai tuyên bố Kiev nên từ bỏ những ảo tưởng viển vông và đổi một phần đất đai để lấy hòa bình. Có thể nói, quan điểm của Musk về cơ bản giống với quan điểm của ông Trump. Việc nhượng bộ lãnh thổ và bồi thường là liều thuốc mà chính quyền Trump để dành cho hòa bình với Ukraine. Đối với Tổng thống Zelensky, dù cố gắng gượng cười nói chuyện với Trump và Musk, nhưng chắc chắn ông lo lắng. Sự thật đã trở nên rõ ràng rằng thái độ của Mỹ đối với viện trợ cho Ukraine chắc chắn sẽ thay đổi và bước tiếp theo của Mỹ là giảm sự hỗ trợ cho Ukraine. Trong khi đó, trên chiến trường, quân đội Nga đang tiêu diệt quân Ukraine theo kiểu gặm nhấm liên tục, khiến Tổng thống Zelensky và Bộ Tham mưu của ông thực sự có rất ít thời gian để đưa ra quyết định. Quân đội Nga đang đẩy mạnh bao vây tiêu diệt quân Ukraine ở mặt trận Kursk, đẩy quân đội Ukraine vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Mục tiêu của quân đội Nga là tiêu diệt dần quân đội tinh nhuệ Ukraine, tiêu diệt căn bản tiềm lực chiến tranh của quân đội Ukraine, buộc Ukraine phải chấp nhận kế hoạch hòa bình do Nga đề xuất. Đối với Tổng thống Zelensky, tình hình hiện tại quả thực rất khó khăn. Trong khi đó, Moscow rất lạc quan và tự tin về tình hình xung đột hiện nay. Trong cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài gần 3 năm này, Nga dần dần tìm ra mật khẩu chiến thắng
Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu chưa sẵn sàng chấp nhận thất bại, nhưng họ cũng cảm thấy rõ ràng rằng mọi việc đã vượt quá khả năng của mình. Trước sức mạnh răn đe hạt nhân mạnh mẽ của Nga, phương Tây do Mỹ dẫn đầu đơn giản là không dám can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột. Việc ông Trump đắc cử vào thời điểm Nga đang đạt được ưu thế mạnh mẽ trên chiến trường càng đẩy Kiev vào tình thế khó khăn hơn. Tờ Forbes của Mỹ ngày 8 tháng 11 có bài viết cho biết quân đội Nga đang cố gắng đánh bật quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ khu vực Kursk càng nhanh càng tốt vì kế hoạch Trump. Tờ Forbes cho rằng đề xuất của ông Trump, người vừa trúng cử Tổng thống Mỹ vừa qua, nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là đóng băng các hoạt động xung đột dọc chiến tuyến hiện tại, hiện diễn ra ở cả trên lãnh thổ Nga và Ukraine. Nếu kế hoạch của ông Trump thành công, đó là một chữ nếu, thì trên thực tế, Nga sẽ phải sử dụng 270 km lãnh thổ của mình đang bị quân Ukraine chiếm đóng ở khu vực Kursk để đổi lấy khoảng 20% diện tích mà họ chiếm được của Ukraine, tức là 45.000 km2. Chính những lo ngại này mà Forbes giải thích về hoạt động ngày càng tăng của quân đội Nga trong việc quyết tâm đánh bật quân Ukraine khỏi khu vực Kursk trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán có thể. Nhưng có lẽ Forbes nhầm. Mệnh lệnh của Tổng thống Putin là đánh bật hoàn toàn quân Ukraine khỏi Kursk từ trước tháng 10. Đồng thời, bản thân ông Trump vẫn chưa chính thức bước chân vào Nhà Trắng. Và quan trọng nhất là ông chưa chính thức công bố bất kỳ kế hoạch nào để giải quyết xung đột ở Ukraine. Nhiều kịch bản khác nhau về sự kết thúc của cuộc chiến tại Ukraine hiện đang được các phương tiện truyền thông phương Tây đưa ra, thường mang tên ông Trump. Trong khi đó, giao tranh ở khu vực Kursk vẫn diễn ra ác liệt. Trên kênh Deep State của Ukraine đưa tin, quân đội Nga đang phát động một cuộc tấn công mới nhằm vào các vị trí của quân Ukraine ở khu vực Kursk và đã chọc thủng sườn bên trái của quân đội Ukraine. Một đoàn xe cơ giới của lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 thuộc hạm đội Thái Bình Dương của quân đội Nga chiến đấu hành tiến trên xe bọc thép đã đột phá từ phía bắc làng Pogrebki mà không gặp phải sự kháng cự nào của quân Ukraine. Hiện lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 đang tiến công về phía nam với tốc độ của mũi thọc sâu cơ giới, đã tiến qua làng Starye Sorochini mà bỏ qua Malaya Lugnia ở phía tây. Mục tiêu của họ có thể nằm xa hơn về phía nam, tới làng Viktorovka. Ngoài ra, các đơn vị Nga đang cố gắng chiếm lại toàn bộ làng Novoy Vanovka. Tiếp theo là Leonidovo. Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga một lần nữa đang cố gắng cắt đứt tất cả các đơn vị Ukraine nằm ở phía bắc khu vực Kursk theo tuyến Zeleny Slyak, Malaya Lugnia. Trang Topqua của Nga đưa tin, càng hoạt động chiến đấu gia tăng ở khu vực biên giới Kursk bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 và đang phát triển nhanh chóng. Trước đó vào tháng 10, quân đội Nga tái chiếm làng Zeleny Slyak và Novoy Vanovka. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã phản công quyết liệt nhưng không thành công. Hiện có thông tin quân Nga đã tiến vào làng Darino, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Để ngăn cản quân Nga thực hiện việc chiếm đóng nút cổ chai Zeleny Slyak, Malaya Lugnia, quân đội Ukraine sử dụng xe bọc thép trong khu vực nút cổ chai tấn công mạnh vào khu vực nói trên, đồng thời tìm cách tiến hành phản pháo dọc theo hai bên sườn. Kênh quân sự Tumayor trên Telegram đưa tin, cụm quân phía bắc của Nga tấn công mạnh ở khu vực xung quanh làng Novoy Vanovka, Darino và Staraya Sorochina. Trong quá trình chiến đấu, quân đội Nga được hỗ trợ bởi hỏa lực pháo binh và pháo nhiệt áp hạng nặng TOS. Để đáp trả, quân Ukraine tung quân dự bị vào trận và tích cực phản công. Có ít nhất 5 lần đột phá của quân Ukraine đã được ghi nhận trong khu vực làng Malaya Lugnia với sự tham gia của 50 lính và xe chiến đấu bọc thép. Tuy nhiên, mọi đợt phản công của quân đội Ukraine ở những khu vực này đều không thành công. Theo thông tin mới nhất, quân đội Ukraine trước đây cũng đã cố gắng mở rộng khu vực được gọi là nút cổ chai ở khu vực Novoy Vanovka ở phía tây và Malaya Lugnia ở phía đông, nhưng đã phải đối mặt với các cuộc tấn công gia tăng từ quân Nga. Các trang quân sự công khai của Ukraine viết rằng quân Ukraine ở phía đông bắc Novoy Vanovka đang phải đối mặt với tác động hỏa lực gia tăng đáng kể. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng thông báo về việc quân Nga đang cố gắng chia cắt quân Ukraine ở vùng Kursk thành hai phần và sau đó cố gắng tiêu diệt từng phần một. Trong khi đó, các trận đánh đang diễn ra quyết liệt nhằm giành lấy khu rừng Bolshoi Ongopsky. Chỉ huy của quân đội Ukraine lo ngại rằng lực lượng của họ đột phá vào Kursk nếu bị cắt dọc theo tuyến Novoy Vanovka, Malaya Lugnia thì lực lượng của họ ở rừng Bolshoi Ongopsky sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện các hoạt động hỗ trợ bằng UAV FPV của Ukraine đã giảm đáng kể do việc di chuyển kém, trong khi các loại UAV trinh sát của Ukraine cũng chỉ là loại drone 40. Thời gian và khả năng trinh sát trên không hạn chế, nên chỉ huy Ukraine không nắm được các hành động của quân Nga. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.